thì thầm vài câu mình nói yêu nhau, thế nên chuyện mình cũng chẳng tới đâu. Lý do chia tay là gì em có biết không? Vì em không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhất thời, người mãi chơi vai như anh, làm sao anh mơ có em. Mãi sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết em quay lưng đi. Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh, hay em sẽ nề tránh anh, chỉ dám buông đôi câu chào dạo này anh xa. Vì em không yêu như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhất thời, người mãi chơi vơi như anh, làm sao anh mơ có em. Mãi sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu, người mình từng thương giờ như hai người xa lạ đã biết hết về nhau. Và sau này